giảm cân đi. Được rồi, chúng ta đi bộ thôi. Ý tưởng hay đó ạ. Đi thôi nào. Đi thôi. Dân ạ, đi nào. Đi thì đi. Bà nên đi dạo đi ạ. Tất nhiên rồi, phải đi chứ. Hai bà nên đi dạo thường xuyên, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe lắm đó bà nội. Ừ, đi dạo đi ạ. Được rồi, Dân. Tivi, con cũng đi với chúng ta đi. À, thật ra là con bị bong gân rồi. Hôm qua con đã lái xe suốt cả ngày. Đúng, nên con sẽ ngồi ở đây và bảo Sanchi pha trà cho con. Được chứ ạ? À? Không phải trà, đừng uống trà. Uống sữa nghệ đi con. Dân con biết rồi ạ. Nó tốt cho sức khỏe lắm đó. Anh vẫn chưa đi nữa sao? Anh ở nơi nào? Có em mà. Anh không có việc gì để làm mà. À có, anh có một số công việc. Một số việc vẫn chưa hoàn thành. Anh phải hoàn thành nó. Vậy thì mau đi hoàn thành công việc của anh đi. Nhưng anh không thể làm công việc này một mình. Divi. Divi, hôm nay em có rất nhiều việc phải làm lắm. Divi, làm ơn chạy đi mà. Nhưng anh muốn làm việc này với em. Dù sao thì anh đã hứa với em rồi mà. Anh chắc chắn sẽ làm điều đó. Divi, làm những điều đó không hay chút nào đâu. Làm ơn, về nhà đi. Em nói đúng, chính xác luôn. Đúng là những thứ này không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Nhưng đôi khi ta cũng phải nói về những điều này chứ. Divi, em không có tâm trạng để hôn đâu. Hôn? Vậy là em đang nói về nụ hôn sao? Wow, tuyệt vời. Anh thích điều đó. Nhưng thực tế là anh đến để nói với em về vụ án. Đúng, đơn đăng ký của chúng ta đã được phê duyệt. Phiên tòa xét xử vụ án giả mạo sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa. Vậy sao? Và chúng tôi sẽ chứng minh rằng nó là giả mạo. Tuyệt vời, chúng ta có được lịch hẹn sớm vậy sao? Em biết anh mà, siêu nhanh luôn. Nhưng mà có phải em suy nghĩ hơi sâu xa rồi? Không hả? Em nghĩ gì vậy? Em nghĩ anh đến đây làm gì nào? Em, tại anh lúc nào cũng, em tưởng anh lại như vậy nữa. Như vậy là như thế nào hả? Em đã sẵn sàng chưa? Anh có nên hôn em không ta? Em làm gì vậy hả? Em đang hôn anh hay là đang sợ bị nhổ răng vậy chứ? Cái gì? Cái đó. Em coi lại biểu cảm của em đi. Anh là bạn trai em hay là nha sĩ của em vậy? Em xin lỗi, em đâu có phải chuyên gia trong chuyện này đâu chứ. Xin chào. Cái gì? Ở đâu? Được rồi.
Em đến đây vì anh đó. Đi đi. Chào. Em đang tự hỏi liệu là em có đến đúng nơi chưa đây. Anh khỏe không? Anh có thấy ngạc nhiên không hả? À, anh khỏe. Em đang làm gì ở đây? Thì làm điều như anh đang làm đó, đồ ngốc. Ý em là sao? Còn sao nữa, nghỉ dưỡng đó. Cái đó Sanji Madam mời em đến Bangani, cho nên em đến đây đó. Em đến thật luôn sao? Tất nhiên rồi. Em rất vui khi đến đây đó. Được rồi, được rồi. Em định sẽ ở đâu hả? Ủa sao anh có thể hỏi câu như vậy hả? Tất nhiên. Ở với anh rồi. Em đến đây vì anh mà. Chào cô Sanji. Chào. Thật vui khi gặp cô ở đây. Tôi cũng vậy. Không có chi anh Kita. Thật ra tất cả là nhờ cô ấy. Nếu như cô ấy không mời em thì em sẽ không đến đây đâu. Như thường lệ, tôi hay dễ bối rối lắm. Đến thì tốt chứ sao. Mọi bối rối sẽ được sáng tỏ. Ở đây đẹp quá. Cảm ơn cô rất nhiều nha Sanji Madam. Tôi vui khi cô thích nơi này anh Kita. Nào vào nhà đi, mau lên. Ồ dân, đi tôi nào, không. Chúng ta không nên làm phiền mọi người ở đây đâu. Sanji còn phải đến văn phòng nữa. Hãy tới chỗ của Dips đi. Cậu ấy không có ở nhà đâu. Không sao đâu, vào đi. TV, tôi đến văn phòng sau cũng được mà. Không sao đâu. Nào vào đi anh Kita, xin mời. Được rồi, anh Kita khoan đã. Sanji Madam đang mời em mà, nên em sẽ vào nhà cô ấy. Anh không thấy là em đã mệt rồi sao? Em không còn sức mà đứng đây nói qua nói lại đâu. Anh Kita, mau vào nhà đi. Tôi sẽ làm gì đó cho cô ăn uống nha. Đi nào, nhanh lên. Cô ấy đúng là tuyệt lắm đó nha. Vào thôi. Ivy, mang túi vào giúp em. Được không? Nào nào, không sao đâu. Nhà cô dễ thương quá. Rất là xinh đẹp đó. Ở Bangani tất cả các ngôi nhà đều là như vậy đó anh Kita. Vậy sao? Tôi thấy rất vui khi ở đây đó. Chúng ta sẽ tận hưởng nhiều điều thú vị đúng không hả? À, với lại thời tiết ở đây cũng dễ chịu quá. Divi à, em đang nghĩ đến một chuyến đi dài. Chúng ta có thể leo núi cùng với nhau. Nhưng mà ở đây có hồ bơi không? À, có chứ. Vậy thì chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nướng. Cô biết gì không hả Sanji Madam? Divi và tôi là những ngôi sao nhạc rock ở tiệc nướng đó. Với lại chúng tôi cũng có thể làm món salad trái cây ngon lắm đó nha. Đúng không Divi à? Em thực sự rất nhớ những kỷ niệm đó. Những lúc đó thực sự rất vui đúng chứ. Sanji à, ai dạy con là Unga sao? Nhưng em không có vấn đề gì với anh Kita hết. Thực ra thì em lại thích cô ấy. Nhưng anh không mời anh Kita đến đây. Vâng, anh nói đúng. Nói cho chính xác thì em là người mời cô ấy đến đây. Nhưng cô ấy đến chỉ vì anh thôi, Divi.
Sanji, cô gái này là bà nội bà ngoại. Cô ấy là Ankita. Ankita, đây là bà nội và bà ngoại của tôi. Chào bà nội, chào bà ngoại. Xin chào. Xin chào. Con là Ankita đến từ Mumbai. Con có phải là bạn của Prachi không? Prachi? Prachi là ai? Không bà ơi, cô ấy là bạn của DV. Vậy à? Xin lỗi Sanji Madam, tôi không chỉ là bạn của DV. Tôi là người bạn thân nhất của anh ấy. Anh ấy là người bạn tốt nhất của tôi. Trong thực tế mọi người có thể gọi anh ấy là người bạn thân yêu nhất của tôi. Bà nội và bà ngoại có biết không? Không một ai biết được nhiều bí mật của DV như con đâu. Con biết hết tất cả mọi thứ. Con biết hết mọi thói hư tật xấu của anh ấy. Khi anh ấy đánh nhau lần đầu tiên ở trường. Khi anh ấy lần đầu tiên có bạn gái thời trung học. Nụ hôn đầu tiên của anh ấy. Và còn, được rồi, đủ rồi đó. Con đã gặp Ankita tại bữa tiệc ở Mumbai lần trước. Nên con đã mời cô ấy tới đây đó à? Sanji trong bữa tiệc đó thế nào con? Thế nào ạ? Sanji Madam rất tuyệt vời. Thực ra thì bà biết không, cô ấy đã mời con đến đây chơi. Nếu như cô ấy không mời thì con cũng không chắc là mình có đến đây không nữa. Chắc là có, vì con đã nhớ DV rất nhiều. Anh ấy không chịu về Mumbai, nên con phải đến đây nè. Anh có biết là vì anh mà em đã bỏ lỡ biết bao nhiêu trận đấu quần vợt đôi không? Em cũng phải bỏ lỡ rất nhiều bữa tiệc và rất nhiều câu lạc bộ nữa. Được rồi anh Kita, đủ rồi. Nào nói nhảm vậy là đủ rồi đó. Chắc em đói lắm rồi, đúng đó. Đi nào. Ừ, mau qua đó ngồi đi. Tôi sẽ phục vụ bữa sáng cho cô. Đi nào, cô ấy ngọt ngào thiệt đó. Đi thôi. Ừ, ăn gì đó đi. Em nói nhiều quá rồi. Con à, chuyện này là sao vậy hả? Quần áo của cô ấy. Bà ơi, không sao đâu ạ. Cô ấy là bạn của DV. Cô ấy là một cô gái ngoan. Và cô ấy đến từ Mumbai mà. Đừng để ý quần áo của cô ấy à. Con à, làm sao có thể không để ý được chứ. Cô ấy đã quên quần áo ở nhà. Cô ấy cuốn một cái khăn tay đến đây hay sao vậy? Bà ơi, đừng nói như vậy mà. Cô ấy hướng ngoại và hiện đại. Chỉ vậy thôi. Nào, giờ thì qua ngồi với cô ấy đi. Nếu không thì cô ấy sẽ nghĩ gì chứ. Con sẽ đi lấy bữa sáng ngay. Đi đi. Chào. Chào bà. Ngôi nhà của bà đẹp lắm à. Con mua chiếc váy này ở đâu vậy con gái? Cái này là DV đã tặng con đó à? Đó là lý do tại sao nó là chiếc váy yêu thích của con. Chào bà nội, chào bà ngoại. Có chuyện gì vậy? Sanji đâu rồi? Dips. Cô ấy là Dips hả? Thần Linh ơi. Xin chào. Chị là chủ nhà của DV phải không? Tôi là Ankita. DV đã nói rất nhiều về chị. Chị làm món bánh mận rất là ngon, phải không? Cảm ơn. DV nói với cô sao? Không, là mẹ. Mẹ cô. Không, DV đã nói với mẹ anh ấy. Và mẹ anh ấy đã kể cho tôi nghe. Được rồi. Vậy thì khi nào tôi sẽ có cơ hội được ăn món bánh mận của chị vậy hả? Bất cứ lúc nào. Ankita, trước tiên hãy ăn những gì chúng tôi đã làm. Tôi có bánh mận, tôi sẽ mang nó cho cô nha. Cô ngọt ngào thật đó. Hôm nay là ngày may mắn của tôi. Tôi rất hạnh phúc. Được rồi. Này, anh cứ lấy đồ ăn cho anh trước đi. Chắc là anh cũng đói lắm rồi. Em sẽ ăn từ dĩa của anh. Để tôi đi lấy bánh mận. Đây. Xuất sắc. Sanji Madam là một đầu bếp tuyệt vời. Anh ăn thử đi. Có ngon không hả? Sanji, vitamin tổng hợp này là ai vậy hả? Bạn của DV. Mình hiểu rồi. Sanji Madam, có bánh mận chưa? Madam. Madam.
Ăn cái này đi. Okay. Được rồi. Ankita. Đây, ăn đi. Ngon tuyệt vời. Ngon thiệt đó nha. Đây, ăn đi. Đủ rồi, ngon lắm đó anh. Được rồi mà. Anh đang trong kỳ nghỉ mà, có sao đâu, ăn một miếng đi nè. Sunin, dù chị gái em có làm gì đi nữa, đó là quyết định của chị ấy, đó là cuộc sống của chị ấy. Sao nó lại ảnh hưởng đến chúng ta nhiều đến như vậy? Bởi vì chúng ta đang sống trong một xã hội, chúng ta cũng phải nghĩ đến người khác. Chị gái của em đã đưa ra một quyết định không theo chuẩn mực của xã hội. Chúng ta sẽ phải cắt đứt quan hệ với chị của em. Em nghĩ đi, chúng ta sẽ đạt được điều gì nếu cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ với chị ấy hả? Chị gái của em đâu có chia cho em thêm tài sản của chị ấy đâu, đúng không? Tại sao em phải chịu đựng sự trừng phạt vì chị ấy chứ? Bà nội, bà ngoại Adu, lỗi của họ là gì vậy? Em sẽ không được nói chuyện với họ trong bao lâu? Họ là gia đình của em mà. Xin lỗi Prachi, bây giờ gia đình này mới là gia đình của em. Đó là điều mà bà của em đã nói khi tiễn em về nhà chồng. Nếu mẹ anh đã không muốn em gặp họ thì em đừng có gặp. Nếu em không nghe lời mẹ anh thì ít nhất phải nghe lời bà em chứ. Muda, tại sao giờ cô mới chịu nghe điện thoại vậy? Tôi đã dặn cô đem tập tài liệu màu đỏ đến đây. Sự chú ý của cô để đâu vậy hả Muda? Nếu nó ở trong túi của tôi, vậy thì tại sao tôi không thấy nó chứ? Thôi nào Muda, sự tập trung của cô đâu rồi? Đúng, nó đang ở chỗ tôi. Không, không có gì. Cảm ơn. Có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy Sanchi? Sao? Không có gì. Có cái gì đó không đúng. Nhìn này Sanchi, mình là người bạn thân nhất của cậu. Nếu cậu không nói với mình thì ai là người nói đây? Divi sẽ là người nói, không phải mình. Anh vẫn chưa nói với ba mẹ anh ấy về chuyện của mình đó Dips. Nếu anh ấy vẫn chưa nói với ba mẹ thì cũng không sao cả. Chắc hẳn anh ấy có lý do nào đó. Nhưng tại sao anh ấy không nói với Ankita? Ankita đến sau. Ít nhất anh ấy nên nói với bố mẹ anh ấy trước. Ankita đến sau. Mình không nghĩ vậy đâu. Cô ấy cư xử như thể cô ấy là ưu tiên hàng đầu của DV vậy đó. Đó không phải lỗi của Ankita. Đó là lỗi của DV. Bản thân anh ấy đã quyết định tạo điều kiện cho cô ấy có cơ hội làm như vậy mà. DV, tôi nghĩ cả hai người nên nói chuyện rõ ràng với nhau. Được chứ? Tôi đi đây. Không, cậu đừng đi, ở lại đây đi. Không Sanchi, tôi nghĩ tốt nhất là hai người nên nói chuyện riêng với nhau. Được chứ? Làm ơn, xin em đừng bận tâm về Ankita có được không? Vậy sao? Em đâu có bận tâm. Là anh đang bận tâm đó. Anh nói điều đó là vì em mà. Nhưng em không có vấn đề gì với Ankita hết. Thật ra thì em lại thích cô ấy. Nhưng anh không mời Ankita đến đây. Ừ, anh nói đúng. Nói cho chính xác thì em là người mời cô ấy đến đây. Nhưng cô ấy đến đây chỉ vì anh thôi DV. Anh biết. Được rồi,
Làm ơn, anh sẽ nói chuyện với ba và mẹ anh về chuyện của chúng ta sớm. Anh sẽ nói thì bắt buộc phải nói. Câu hỏi đặt ra là tại sao cho đến bây giờ anh vẫn chưa chịu nói với họ vậy? Anh không có cơ hội để nói. Thật đó. Vậy là ngay cả ở bữa tiệc anh cũng không có cơ hội sao? Bữa tiệc sao? Không. Vậy thì có lẽ chuyện này không quan trọng với anh đến vậy. Vì nếu nó thật sự quan trọng thì anh đã nói chuyện với ba mẹ từ lâu rồi. Anh biết mọi thứ về cuộc sống của em. Anh biết rõ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về em. Nhưng em biết được bao nhiêu thứ về anh chứ? Em không biết gì về cuộc sống của anh ở Mumbai. Em vẫn rất yêu anh. Em yêu anh rất nhiều. Nhưng nỗi sợ hãi của em cũng lớn lên rất nhiều. Như tình yêu em dành cho anh vậy. Em lo sợ rằng xã hội có thể cướp anh khỏi vòng tay của em. Em lo sợ rằng ba mẹ của anh có thể sẽ chia cắt chúng ta. Em lo sợ rằng anh Gita hoặc bất kỳ một cô gái nào khác như cô ấy có thể chen chân vào giữa hai chúng ta. Xin hãy hiểu cho những nỗi sợ hãi của em đi Vi. Vì em sợ hãi như vậy là gì? Anh là người đáng yêu nhất trong cuộc đời của em. Anh là phần tươi đẹp nhất trong đời em. Rất nhiều người làm cho em khóc, nhưng anh chỉ làm cho em cười. Bà nội bắt em đi ngủ, nhưng em lại chỉ nằm mơ vì anh thôi, Divi. Hai bà cho em nguồn sức mạnh, nhưng anh mới là người đánh thức niềm hy vọng của em. Em ngủ vào ban đêm với hy vọng được gặp anh trong giấc mơ. Và khi thức dậy vào buổi sáng, em rất mong chờ được gặp anh. Em bật cười mỗi khi nhớ đến những câu chuyện của anh. Em cũng đã bật khóc khi nhớ lại những lúc em đã la mắng anh vô cớ. Cho dù mặt nạ mà bà ngoại làm có tốt như thế nào đi nữa, nhưng ánh sáng trên khuôn mặt em là nhờ anh mà có đó, Divi. Tất cả là vì anh. Nên làm ơn hãy hiểu cho những lo lắng của em đi, Divi. Em yêu anh rất nhiều. Đó là lý do tại sao em rất sợ hãi. Chẳng lẽ em không được quyền lo sợ đến mức đi người mình yêu thương hay sao chứ? Em nói đúng, hoàn toàn chính xác. Nhưng em đã nói sai một điều. Thực ra anh vẫn chưa biết mọi thứ về em. Vẫn còn rất nhiều điều để biết. Là gì hả? Ví dụ như sau khi chúng ta kết hôn, khi nào em sẽ ngủ trong vòng tay của anh vào ban đêm, em có ngáy hay không? Divi.
đi đi. Chúng ta cùng đi xem phim đi. Sanji Madam, cô đi cùng đi. Không, không Ankita, tôi không thể đi được đâu. Tôi thật sự xin lỗi. Ôi không, nhưng mọi người cứ đi xem đi. Được rồi, vậy chúng ta đi đi. Để anh nói em nghe, giờ không phải là thời điểm thích hợp để đi xem phim đâu. Bốn mươi sáu cuộc gọi và 35 tin nhắn. Anh không hề trả lời em một lần nào. Anh đã quên hẳn em kể từ sau khi đến đây đó. Ankita, cà phê đây. Cảm ơn. Cà phê tuyệt vời. Là cô pha hả? Thật là tốt. Khi cô thấy thoải mái. Cô thấy ở đây thế nào? Nói thật lòng thì nhàm chán. Anh đã nói với em rồi mà, đừng có đến đây, em sẽ cảm thấy rất là buồn chán. Nhưng em cũng bảo anh về Mumbai, anh có về đâu. Anh đã không nghe lời của em thì em cũng không nghe lời của anh. Vậy là công bằng rồi còn gì. Tại sao anh phải quay về chứ? Anh hạnh phúc khi ở đây. Cái gì? Hạnh phúc? Sao chứ? Ý em là ở đây không hề có sàn nhảy, cũng không có chỗ nào đi chơi. Anh làm gì ở đây hả? Có rất nhiều nơi đẹp để đi tham quan, có những người xinh đẹp để nói chuyện, và có những mối liên kết ngọt ngào cần được hình thành. Có sự đơn giản để tận hưởng, có tính trung thực để học hỏi, có rất nhiều thứ để làm ở đây đó. Wow, anh đã trở thành một nhà thơ sau khi đến đây sao? Sexy. À xin lỗi Sanji Madam, chắc chắn phải có một trung tâm mua sắm ở gần đây chứ hả? Ừ, tất nhiên rồi Ankita. Tuyệt vời. Vậy chắc cũng có rạp chiếu phim chứ? Vâng, chắc chắn rồi. Tuyệt vời, vậy thì đi xem phim đi. Sao lại xem phim? Đừng có nhàm chán vậy được không? TV em đến đây là vì anh đó. Anh không thể cho em xem một bộ phim sao? Đi mà. Làm ơn đi TV, đi đi mà. Được rồi, vậy thì tất cả chúng ta cùng đi xem đi. Sanji Madam, cô cũng đi nha. Không, không Ankita, tôi không thể đi được đâu. Tôi đã trễ giờ làm rồi. Tôi thật sự xin lỗi. Ôi không, nhưng mọi người cứ đi xem đi. Được chứ? Công việc là trên hết. Được rồi, chúng ta sẽ đi. Anh đã nói với em là đây không phải thời điểm thích hợp để đi xem phim rồi mà. Anh kia giờ không có suất chiếu nào đâu. Sanji, sao vậy? Tại sao cậu lại cố tình nhường chỗ cho Ankita? Ankita đã có vị trí đặc biệt trong cuộc đời của DV. Cậu cũng thấy điều đó mà. Mình thấy điều đó. Nhưng sao cậu lại chấp nhận chứ? Việc mình có chấp nhận hay không không quan trọng đâu Gibbs. DV nên có phản ứng mới đúng. Sanji, xin đừng bỏ cuộc như vậy. Gibbs, DV là bạn thân nhất của Ankita. Cô ấy chơi thân với anh ấy từ khi còn nhỏ, và cô ấy hiểu rõ anh ấy hơn mình, cho nên cô ấy có nhiều quyền lợi với DV hơn cả mình đó. Không, không Sanji, cậu cần phải đấu tranh cho tình cảm của cậu. Đó mới là gì cậu nên quan tâm. Tất nhiên là mình quan tâm rồi đi. Vậy thì thể hiện đi. Đi xem phim với họ. Không. Có Sanji,
Có ai đó đang để mắt tới tình yêu của cậu. Đấu tranh cho mối quan hệ của cậu đi. Nếu không thì sẽ trông giống như cậu, không quan tâm gì hết vậy đó. Nghe này, mình cũng sẽ đi xem phim để mình xem anh Gita cướp DV như thế nào. Đi thôi. Sanji đã thay đổi ý định rồi. Sanji sẽ đi xem phim và tôi cũng sẽ đi cùng. Tuyệt vời. Đi thôi. Đợi tôi đi chuẩn bị đã nha. DV, đưa túi cho em. Anh Gita, dân, ra phía sau ngồi đi. Đó là chỗ của Sanji. Nhưng mà tôi lúc nào cũng ngồi cạnh DV hết đó. Suman, em không cảm thấy rằng giới trẻ ngày nay đang trở nên rất hiện đại sao? Không có gì sai khi trở nên hiện đại, nhưng như vậy có phải hơi thoải mái quá rồi không? Xin chào. Bà ơi, là con đây. Ủa ra chi, nói bà nghe. Mọi chuyện ổn chứ con? Con có khỏe không hả con yêu? Phải khó khăn lắm con mới gọi được cho bà đó. Con biết phải nói gì đây? Tất cả là chị con sao? Tại sao con lại đổ lỗi cho con bé chứ? Nó có lỗi gì vậy hả? Chị ấy không có lỗi sao? Toàn bộ Bangani đều đang bàn tán về chị ấy. Vậy mà bà còn hỏi con lỗi chị ấy là gì sao? Nghe này con à, đầu tiên, toàn bộ Bangani này không có nhiều thời gian để ngồi lê đôi mắt về chuyện của chị con đâu. Thứ hai, con đã kết hôn với chàng trai mà con chọn. Vậy tại sao con lại chỉ trích chị của con? Tại sao con bé không thể kết hôn với chàng trai mà nó lựa chọn chứ? Bởi vì anh ta trẻ hơn chị ấy và chúng ta không nên kết hôn với người nhỏ tuổi hơn mình. Có thánh kinh nào nhắc đến điều đó không hả? Con nói đi. Con à, đừng nói gay gắt như vậy. Hãy nhận phước lành đi. Hãy cố gắng trở thành một người tốt. Bà không chịu thừa nhận là chị gái đã gây ra lỗi phải không à? Không. Con à, đây là lần đầu tiên chị gái của con chịu suy nghĩ cho bản thân nó đó. Đáng lẽ ra con bé nên làm điều này từ lâu rồi và làm thường xuyên. Từ trước đến nay con bé luôn sống vì chúng ta. Bây giờ nó đang sống cho bản thân nó thì sao con lại chỉ trích gay gắt như vậy chứ? Con đã bị nhà chồng con cấm nói chuyện với chúng ta. Như vậy lại tốt. Bởi vì con đang làm tổn thương chúng ta bằng kiểu nói chuyện như vậy đó, biết chưa? Suman, em đã làm đúng. Một ngày nào đó con bé sẽ bớt cái thói ích kỷ lại thôi. Xin chào. Tôi trông như thế nào hả? Rất đẹp. Cảm ơn. Ăn mặc vậy chắc thành phố này loạn mất thôi. Sanji, hôm nay để tôi lái xe nha. Được rồi. Nhưng anh phải cẩn thận đó. Ông Yada vừa mới đưa Sashin đi sửa ở gara chạy đó. Được chứ? Tất nhiên rồi. Đi nào anh Kita, lên xe đi. Anh Kita, dân, ra phía sau ngồi đi. Đó là chỗ của Sanji. Này, nhưng tôi quen ngồi kế bên TV rồi. Sanji Madam, ngồi ở phía sau nha. Nếu như cô không phiền. Tất nhiên rồi.
Cô ngồi đây đi. Thật ra tôi đang định nói là tôi chợt nhớ ra có việc quan trọng cần xử lý. Tôi cần phải hoàn thành nó trước. Nhưng mọi người cứ đi đi. Được chứ? Không sao đâu. Không Sanji. Thôi nào Sanji, nếu như cô không đi, chuyến đi này đâu còn vui gì nữa chứ. Đâu có gì đâu mà không vui. Ngay từ đầu chuyến đi này đã dành cho Akita mà. Tôi chỉ đi cùng mọi người thôi. Không sao đâu, mọi người cứ tiếp tục đi. Xem phim vui vẻ nha. Akita xem phim vui nhé. Dips, cậu cứ đi đi. Sanji. Được rồi. Divi, chúng ta đi thôi. Nếu không tí nữa anh lại cằn nhằn vì chúng ta không vào xem phim đúng giờ đó. Đi nào. Tạm biệt. Sanji, cháy rồi kìa con. Mình đang nghĩ đi đâu vậy chứ? Xin lỗi bà, con đồ bị cháy mất rồi. Tại con đang mãi nghĩ về chuyện khác. Con sẽ ủi đồ sao? Nếu không con sẽ làm cháy hết quần áo mất. Con à, cho dù con làm cháy đồ thì cũng không sao hết. Nhưng bà không thể nhìn thấy con buồn bã đâu. Kể bà nghe đi, có chuyện gì vậy? Không, không có gì con. Chỉ là ở văn phòng. Con làm sao vậy hả? Chuyện gì đã xảy ra thế? Bà ơi, chỉ là chuyện ở văn phòng thôi. Văn phòng hay đi đi. Nào, qua đây ngồi đi con. Giờ hãy nói cho bà biết con đang phiền muộn chuyện gì vậy. Không có gì đâu bà nội, thiệt đó. Tại vì công việc ở văn phòng nhiều quá thôi. Con à, lúc nào mà ở văn phòng không có nhiều việc chứ. Con luôn phải xử lý công việc nhà và việc ở văn phòng một mình. Nhưng từ trước đến giờ có bao giờ con ủi cháy quần áo đâu. Được rồi, nói bà nghe. Con làm món thịt ngọt ladu rất là ngon phải không? Vậy thì cho bà biết con đã dùng những thành phần gì vậy? Bột tram và đường đó bà ngoại. Được rồi, vậy thì bột tram và đường có dễ trộn không? Hay còn cần phải cho thêm cái gì khác nữa? Được rồi. Bơ sạch, bột tram, đường cũng là nguyên liệu làm ra món hawa. Vậy thì có gì khác biệt giữa hawa và ladu nào? Hawa chỉ cần một lượng nhỏ bơ sạch thôi bà ơi. Còn ladu thì lại cần nhiều bơ hơn ạ. Bà biết tất cả những điều đó mà. Sao bà lại hỏi con vậy ạ? Con yêu à, bà đang cố gắng nhắc nhở con thôi. Cũng giống như món ladu làm bằng bột thì hôn nhân cũng không dễ để duy trì đâu con. Để ràng buộc được hai con người khác nhau vào một cuộc hôn nhân bền vững, cần có sự tin tưởng. Rất nhiều sự tin tưởng. Con à, khi Divi và con
đề cập đến cuộc hôn nhân của tụi con. Con có biết tại sao bà và bà nội con lại lo lắng? Chúng ta lo lắng là vì con và DV khác nhau về nền tảng văn hóa và cả cách biệt tuổi tác nữa. Chắc chắn sẽ có sự khác biệt trong cách suy nghĩ và thái độ của các con. Làm sao cả hai con có thể duy trì được một cuộc hôn nhân bền vững được? Nhưng sau đó chúng ta đã nhìn thấy DV. Chúng ta đã nhìn thấy được sự chân thành và hy sinh của cậu ấy. Chúng ta đã thấy sự nhiệt tình và cố chấp của cậu ấy. Chúng ta có cảm nhận rằng DV là một người đáng tin cậy. Cậu ấy là một chàng trai tốt. Con à, sự tin tưởng của con và niềm say mê của cậu ấy có thể làm cho mối quan hệ này trở nên phong phú hơn. Tin cậu ấy và hãy tin tưởng vào chính mình nữa. Con không phải là một cô gái tầm thường đâu con à. Không một cô gái thành thị mặc váy ngắn nào có thể đến cướp đi tình yêu của con được đâu. Đúng không? Cảm ơn bà ngoại. Cảm ơn.